Chào các bạn tin nhanh 24/7. Lộ diện thêm hình ảnh chi tiết nghi vấn là dòng hải center 75cc. Hình ảnh được cho là thế hệ tiếp theo của dòng con tai này vừa xuất hiện trên một số diễn đàn xe máy, lập tức gây dậy sóng cộng đồng biker. Tại thị trường Indo, S-Center được biết đến với tên gọi là Jupiter MX. Đồng thời một bộ phận trên mẫu Jupiter MX Kin 175 cũng đã xuất hiện với tên nghi ngờ là phiên bản S-Center 75 sắp ra mắt. Tuy nhiên sau khi xác nhận đây là hình ảnh S-Center Combat của chiếc S-Center 50 được giới thiệu vào năm 2014. Yamaha đã từng tổ chức một cuộc khảo sát tại Hồ Chí Minh về mức độ quan tâm của người tiêu dùng đến phiên bản tiếp theo của dòng con tai này. Đây có thể là động thái để chuẩn bị bước đầu tiên khi S-Center 75 phân khối ra mắt. Hơn thế nữa, thị trường con tai phân khối lớn trong nước thời gian gần đây dự đoán sẽ được phát triển mạnh hơn nhờ việc nới lỏng chính sách của chính phủ. Chính vì thế, chiếc S-Center 75 xuất hiện trong thời gian tới Việt Nam cũng là điều không quá bất ngờ và chắc chắn sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua của nhiều người hâm mộ dòng con tai của nhà Yamaha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share nhé. Subscribe.